Nhưng mến chào các cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì đang vào mùa bơ nên bơ bán khá là ngon và giá nó cũng cực kỳ rẻ nữa. Hôm nay thì Nhi cũng mua một ít để dành ăn. Và sẵn đây thì Nhi cũng xin chia sẻ đến cô chú anh chị mình cách làm kem bơ luôn. Kem bơ thì Nhi nghĩ là ai cũng biết cách làm rồi. Nhưng mà để làm sao cho cái kem của mình mình giữ được cái màu đẹp nè. Kem nó dẻo, béo, thơm. Khi mình ăn nó không có bị nhẵn và không có bị dêm đá luôn. Và cách làm như thế nào thì bây giờ Nhi xin mời các cô chú anh chị mình cùng xem cách làm với Nhi nha. Và để làm kem bơ thì Nhi sử dụng ở đây là 1kg bơ. Bơ thì Nhi chọn là cái giống bơ 034 này. Các cô chú anh chị mình có thể thay bằng bơ sáp đều được nha. Và để cho kem bơ của mình được dẻo ngon hơn thì các cô chú anh chị mình lưu ý nên mua những cái chỗ bơ bán bơ mà uy tín. Thì khi mà kem làm xong thì kem của mình sẽ không có bị sượng và sẽ không có bị đắng ha. Cắt nhỏ bơ xong thì tiếp tục Nhi sẽ cho thêm vô đây là 100ml nước. Để chút xíu nữa mình xay nó sẽ dễ hơn. Không có nước thì cô chú anh chị mình có thể cho vô đây là 100ml sữa tươi nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ đậy nắp lại rồi mình đi xay nhuyễn cái phần bơ này ra. Sơ chế bơ xong thì tiếp theo Nhi sẽ đi nấu hỗn hợp kem. Bây giờ thì Nhi sẽ cho vô đây là 200ml nước cốt dừa. Nước cốt dừa này thì Nhi vắt ra từ 300g dừa nạo đó các anh chị. Thêm 100g đường. 50g bột kem béo. Hai trăm gram sữa đặc, tương đương là khoảng nửa lon sữa nha các anh chị. Tiếp theo thì Nhi sẽ cho vô đây là 2 bịch sữa tươi. Và sữa tươi thì Nhi sử dụng ở đây là sữa tươi không đường. Tùy theo vị ngọt thì các anh chị có thể canh chỉnh và sử dụng sữa tươi có đường cũng được nhé nha. Giờ thì Nhi sẽ khuấy đều cho cái hỗn hợp này nó tan ra nha. Mình khuấy cho các nguyên liệu nó đều hết. Thì tiếp tục thì Nhi sẽ mở bếp lên và mình sẽ khuấy ở mức lửa nhỏ nhất nha các anh chị. Và mình sẽ nấu cho cái hỗn hợp của mình nó ấm lên rồi một chút xíu nữa thì Nhi sẽ cho cái phần sữa chua vào. Khi hỗn hợp kem của mình nó bắt đầu nó nóng dần lên và nhiệt độ lúc này thì nó khoảng là 50 đến 60 độ C đó các anh chị. Tiếp tục thì Nhi sẽ cho cái phần sữa chua vào nha. Và sữa chua thì Nhi sử dụng đây là sữa chua không đường, để cho cái kem của mình nó được dẻo mịn và ăn nó sẽ ngon hơn. Bây giờ thì Nhi sẽ cho vào trong nồi hộp kem. Nhi sẽ lượt qua một cái gai như vậy nè, để cho cái sữa chua của mình nó được mịn màng hơn. Và lúc này thì cô chú anh chị mình cũng tắt bếp luôn nha. Và khuấy đều xong thì Nhi sẽ để cái ống hộp kem này cho nó nguội hẳn. Và chút xíu nữa thì Nhi sẽ cho bơ vào. Khi hỗn hợp kem của mình bây giờ nó đã nguội hẳn rồi. Tiếp tục thì Nhi sẽ cho cái phần bơ xay vào ha. Và lúc này thì mình sẽ trộn đều lên nha các anh chị.
Cho bơ vào thì cái ống hợp của mình nó sẽ hơi sánh như vậy nha các anh chị. Này, nó sẽ sánh như vậy. Và cá mập như mình như vậy là được rồi ha. Và bây giờ thì Như sẽ cho vào trong túi. Thành phẩm thì mình thu được là khoảng 30 bịch túi như thế này nha các anh chị. Và túi hôm nay Như sử dụng là túi 6 x 12 đó. Và bây giờ thì đóng túi xong rồi. Như sẽ cho kem vào trong ngăn mát tủ lạnh. Như sẽ cấp đông từ từ nha các anh chị. Như sẽ cho vào ngăn mát, Như sẽ bảo quản khoảng 12 tiếng. Sau đó thì Như sẽ cho lên ngăn đông. Mình làm như vậy thì cái kem của mình nó sẽ rất là dẻo và ngon luôn. Nó sẽ không có hề bị dâm đá đâu ha. Bây giờ thì Như sẽ cho vào trong ngăn mát khoảng 12 giờ nha. Và đây là phần kem bơ túi, Như đã cho lên ngăn đông cũng được hơn một ngày này các anh chị. Và đây, đây thành phẩm thì kem có màu rất là đẹp luôn. Đây, nhìn mình vô những cái bịch như vậy nè, nhìn xinh xinh rất là đáng yêu luôn ha. Và bây giờ thì Như sẽ cắt ra thử cho các anh chị mình xem như thế nào nha. Đây và đây, kem rất là dẻo và sánh mịn luôn. Rất là ngon. Giờ Như sẽ cho ra chén rồi Như sẽ múc ra thử. Đây các anh chị, kem rất là dẻo luôn nè. Không hề bị dâm đá luôn ha. Nhìn rất là ngon. Và kem có mùi rất là thơm luôn các anh chị. Và bây giờ thì Như sẽ ăn thử. Kem ăn vào thì rất là dẻo, béo và cực kỳ thơm cái mùi bơ luôn. Ăn rất là ngon luôn các anh chị. Vào những buổi trưa nóng nực á, mà có những kem bơ túi như thế này ăn á, thì chắc là rất là thích nha các chị ha. Với món kem bơ này á, thì Như nghĩ á, là các bé sẽ rất là yêu thích. Và hiện tại á, thì đang vào mùa bơ và giá bơ thì cũng khá là rẻ. Các anh chị mình tranh thủ làm một ít để dành cho gia đình và cho các bé mình ăn thử ha. Và đến đây thì Nhiên cũng đã chia sẻ xong cái cách làm kem bơ túi đơn giản này rồi. Nhiên cảm ơn các cô chú anh chị đã dành thời gian và theo dõi hết video. Nhiên chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các cô chú anh chị trong các video lần sau.